Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Quân R đây các bạn ơi. Và trong video lần này chúng ta sẽ đến với một tựa game Deadpool update mới các bạn ạ. Thì ở video đầu trước thì mình đã có làm ra được một cái thanh kiếm ở trong cái phần Halloween Spin này các bạn. Thì Switch Curse với lại Infernal Ember Blade các bạn. Nhưng mà trong video ngày hôm nay, ủa các bạn biết là mình sẽ làm video như thế gì? Mà mình quên mất tiêu là các bạn đã xem được cái thumbnail của mình rồi đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ làm ra một cái vũ khí, đó chính là cây đây các bạn ơi. Oh my god. Cây này có trị giá lên đến 9.000 Robux nha các bạn ơi. Và cách để sở hữu em này á các bạn. Đây các bạn, cách để sở hữu em này thì mình nhớ được là mua game pass hay cái gì ở trong cái phần này, xong rồi các bạn nhấn lam nè, cái này cái là đấy. Đó, thì các bạn sẽ được cái cây vũ khí này. Và đây là sở hữu cây vũ khí này rồi. Let's go. Ui, cái vũ khí của để tôi so sánh nữa cho các bạn xem là các bạn thích giữa cây lưỡi hái màu đỏ và cây lưỡi hái màu vàng thì các bạn thích cây nào hơn? Nhưng mà theo đánh giá của mình nhìn cái cây lưỡi hái nó màu đỏ nó vẫn ngầu hơn nha. Mà cái cây lưỡi hái của tôi nó bé tí tì tì đó, trời đất ơi. Bên trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình đó chính là một like và đừng quên là những đăng ký rất miễn phí nha các bạn ơi. Còn bây giờ, nếu mà bạn nào muốn mua Blackbone hoặc là cày thuê Game Pass thì đừng quên hãy ghé vào Forum Champion, sơ bạc uy tín hàng đầu Việt Nam với các meta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rạc siêu xịn, ngãi gì mà không vào Forum.vn. Ok các bạn ơi, bây giờ thì bắt đầu trận đấu đầu tiên thôi các bạn. Và mình sẽ đánh giá qua về cái hoạt ảnh của nó nha các bạn. Cái skin này cực kỳ đẹp luôn các bạn. Thậm chí được là cái hiệu ứng nó cũng khá là đẹp luôn. Nhưng mà mình không biết được cái vũ khí này nha các bạn thì cái hiệu ứng đánh và là cái tiếng đánh nó như thế nào. Bây giờ thì mình để xem nha. Hiệu ứng aura bên ngoài cái vũ khí này khá là ok, nhưng mà không biết hiệu ứng đánh nó như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ test thử nha. Ui, mình nghe cái tiếng đánh gì mà hay. What? What the hell man? Vậy sao? Đánh rất là đẹp và rất là đã luôn các bạn à. Đâu để mình đánh thử cho các bạn xem nhá. Holy shit, ông nội kia dùng Reaper à. Được rồi. Trời đất ơi, Reaper 4 rồi à. Ảo giác tuyệt. Rồi rồi để tôi dùng Bull tôi. Ui. Ui. Nghe cái tiếng đánh rất là đã luôn các bạn à. Rồi. Các bạn nghe giống vậy như kiểu là dùng sức mạnh đó các bạn, dồn lại từ chiêu xong các bạn chưởng đâu, chiêu rất là bự á, đó giống vậy các bạn ơi. Holy shit rồi. Nè các bạn nghe thử nè. Uầy. Nghe phê cái lỗ tai thiệt. Trời ơi, cái vũ khí nó bóp, cái skill này nó bóp tôi vãi chưởng rồi xong lắc luôn. Ok bạn ơi, bây giờ tôi sẽ đến với lại trận đấu thứ hai với mấy bông. Thiệt sự chứ là cái cú luôn các bạn ạ. À. Ui, rồi xong gặp hacker các bạn ơi, gặp hacker rồi. Rồi, để xem được là mình có thể chiến thắng hacker hay không. Ui, cha nội đây hack ảo với người ta. Ui, lúc ẩn lúc hiện kìa. The hell man. Ui. Ui. Ui, trời ơi, mình không phải là cái thằng mà nó bị skill vậy kìa. Ui, đỉnh phết. Rồi, ông nội này dùng tool hắc lõ rồi các bạn. Ông nội này dùng tool hắc lõ rồi. Trời ơi, vậy sao chơi mà. Rồi, đúng rồi. Rồi. Rồi, ông nội một người dùng Reaper này. Ok, hên quá. Ui, hacker vậy sao chơi trời. Rồi. Ui, lỏ vãi trưởng thời luôn á. Lỏ vãi đấy. Ok. Bây giờ là mình phải làm sao mình quýnh hacker đấy các bạn. Cho anh chưa dành cho mình rồi. Bây giờ là mình sẽ cố gắng để mình solo với hacker nha các bạn ơi. Trời ơi. Vãi lò này chứ. Vãi cái lò hacker à. Chịu luôn đấy. Ok. Chuyền banh qua đây. Ôi coi. Chết luôn các bạn. Rồi còn mình tôi với ông hacker thôi. Rồi để cho hacker xử kia đi các bạn ơi. Ôi trời đất ơi. Mình bấm lộn mới đúng phải à. Cay thế nhờ. Trời ơi, phải trưởng này. Cái quả bóng mà Superman siêu super mất dạy luôn các bạn. Rồi. Ôi ơi, mình chỉ sợ thằng hacker thôi các bạn ơi, mấy ông nội này. Ui. Rồi, ok các bạn ơi.
bắt đầu trận đấu tiếp theo thôi. Rồi ông hacker này cái chiêu ổng như cái chiêu phantom á mấy ông, mà nhìn coi chán thực sự luôn các bạn. Nhưng mà bảo là mình sẽ cố gắng để mình ly hacker nha các bạn coi, và để xem là mình có thể ly hacker được hay không nha các bạn. Rồi một ông dùng đánh mạnh, ui ghê vậy. Rồi bây giờ là mình phải phản xạ tốt thì mình mới ăn được ổng các bạn, rồi chứ ông hacker mấy ông vòng khó chịu lắm các bạn. Chết nè, này thì ánh sáng với chúng tôi. Đấy các bạn thấy không, tôi là tôi ghét dùng mấy ông loại dùng telekinet lắm các bạn. Bởi vậy mình phải trị mấy ông trước các bạn à. Rồi, ok nha. Nhưng mà cái chiêu bull này nó hồi khá là lâu nha các bạn. Thì nếu mà cái chiêu bull này mà nó hồi nhanh thì phải nói thiệt là quá bá đạo luôn mấy ông à. Rồi, bây giờ thì trời, ông hacker vẫn chuồn sống các bạn. Bây giờ mình làm sao để mình giết ổng bây giờ ta. Không biết được là mình nếu mà mình lít nhanh thì mình có ăn được ổng hay không nha. Mà không sao. Căng lắm mấy bạn ơi. Rồi chết. Đừng có đánh cho ổng. Ui. Oh my god. Né ra. Rồi, cứu qua một mạng đó. Ông được. Rồi. Còn một ông cuối cùng. Để cho ông solo với ông hacker đi các bạn. Rồi ok. Rồi các bạn nhìn để mình solo nè. Ok. Rồi. Ô, thằng hacker chết rồi. Oh my god. Rồi ok. Để xem ha. Ui, cái vũ khí này đã vãi các bạn. Lưỡi hái đỏ và lưỡi hái vàng, ai sẽ thắng đây? Ê, tôi có bùn các bạn ơi. Ui, vãi trưởng thiệt. Ông nói giết hacker mà tôi giết ông đó là tôi win rồi, tôi bờ rộn hơn rồi đúng không các bạn? Holy shit. Ok, và nếu mà các bạn nào mà thích video này, các bạn đừng quên để lại cho mình đó chính là một like và luôn là những đăng ký rất miễn phí nha các bạn ơi. Và nếu các bạn nào mà muốn mình test bất kỳ cái skill nào cho Paletteboard thì đừng quên để lại cho phía dưới phần bình luận cho mình nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video này một ngày tốt lành. Bye bye.